Hai mình Mai Linh Thư xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục với một cái chủ đề làm đẹp cho môi nha mọi người, là mình cách vệ sinh môi sau khi mình phun xăm nha cả nhà. Thì nói chung mà mình lại gom góp và những cái gì mà câu hỏi các bạn thường hỏi mình nhất thì mình lại trả lời tiếp cho các bạn. Dù mặc dù nó có nhiều câu nó cũng rất tương tự, hơi giống giống nhau ha. Thì mình các bạn cứ gõ ra thì cái nào cũng gặp mình hết trơn. Nói chung về chủ đề môi thì tại vì nhiều bạn hỏi quá thì mình cũng làm rất nhiều chủ đề môi. Các bạn nào mà chưa coi thì chịu khó gõ ra coi tu ở dưới lên thì sẽ gặp mình nói về, chia sẻ về rất thực tế về môi nha các bạn. Thì bây giờ mình trong video mình tóm tắt ngắn gọn nha các bạn về cái chăm sóc môi sau khi phun. Thì chỉ đơn giản lắm. Thì nhiều dạo này cũng nhiều bạn cứ hỏi mình trong cái YouTube của mình đó, cứ hỏi mình về chị ơi, môi em phun nghiệp 10 ngày, 20 ngày, thì nhiều câu hỏi nó giống nhau. Trong một tháng trở lại mà có bạn thì 10 ngày, có bạn thì 7 ngày, có bạn 20 ngày, có bạn 30 ngày trở lại mà môi em lột ra rồi mà bây giờ nó cứ một câu giống nhau các bạn. Là sao các bạn? Cái lòng môi của mình nè, nó cứ lột hoài luôn vậy đó. Lột riết nó sẽ hết màu luôn nha các bạn. Các bạn mà để vậy là lột riết nó sẽ hết màu. Tại vì cái da mình nó cứ lột miết, giống như mình tái tạo cho môi cho khách, giống như là mình đi bình thường môi bạn nào mà thâm quá mình không cảm thấy mà không khử nổi thì mình lại hút dung dịch, hoặc là mình bắn laser, hoặc là mình có nhiều cách là mình làm cái công nghệ LASMA đó mọi người, để cho nó tái tạo cái lớp môi, mình làm trẻ hóa da cũng một cách đó, mình làm cũng y chang nhau để cho nó lột lớp môi đó ra. Còn các bạn không chăm sóc môi các bạn nó rất là non, khi các bạn phun về không chăm sóc môi, không ăn uống, không uống nước nhiều thì nó sẽ lột cái lòng môi vậy nè. Nhiều tình huống luôn, nhiều bạn bị lột. Mà nói đi nói lại nha, khách mình sao không ai bị nha. Hay cái chỗ đó các bạn, mình phải nói là mình hay cái chỗ đó. Không là khách mình kỹ hay sao không biết, hay là cơ địa. Không phải đâu, cho các bạn không chăm sóc môi. Bởi vì nhiều bạn hỏi rồi, mình đã chia sẻ cái công thức đó. Không đơn giản lắm các bạn, không tốn tiền gì nhiều, dầu dừa đó các bạn, nhưng mà lại rất hiệu quả. Thì mình lại chia sẻ cái chăm sóc môi là đơn giản, ngắn gọn là như vậy nha các bạn. Dầu dừa các bạn, cứ bạn nào mà rơi vào tình huống lột môi như vậy, mình cứ sức dầu dừa cho mình nha. Dầu dừa nguyên chất nha các bạn. Dầu dừa các bạn cứ tối đi ngủ lúc nào các bạn cũng bôi dầu dừa, bôi nhiều cũng không sao nha các bạn. Và các bạn uống nước nhiều cho mình. Nếu mà các bạn uống nước trái cây, nước ép nhiều nó càng tốt. Ăn rau củ quả vô cho mình thì càng tốt. Sau khi phun môi là như vậy nha các bạn. Thì cái quá trình đó mình nói lại, nếu mà chăm sóc môi mới trong 3 ngày đầu chưa có lọt á, thì á các bạn chăm sóc làm sao? Nó kỹ chút. Kỹ là như vậy. Kỹ là các bạn phải xúc nước muối. Khi các bạn mới phun môi về ha, xúc nước muối, ăn xong xúc nước muối và vệ sinh, và xong rồi các bạn xúc lại nước lạnh cho mình nha, đừng để nước muối lưu trong môi mình nha. Rồi các bạn lau môi khô ráo, hạn chế xức Vaseline nha. Thì trừ khi mà các bạn nào mà bị khô dữ trong mùa lạnh à, thì xức có bôi chăng nữa thì bôi để cho nó đựng nước môi chảy máu đó các bạn, thì bôi xíu lòng môi thôi, cho nó đã bị đựng bị nước môi thôi. Đừng có lạm dụng khi mà môi mình chưa có lọt là như vậy á. Còn á, bạn nào mà lọt rồi á, thì trong quá trình chưa lọt thì các bạn cứ làm như vậy cho mình ha. Cứ giữ môi luôn khô ráo, hạn chế xức Vaseline, nói chung hạn chế. Mình khách mình á, có người không bôi luôn các bạn. Bông ra xong rồi mình mới cho bôi những cái dưỡng chất đó. Còn ngoài ra chưa bông mình hạn chế lắm, không cho bôi luôn, tự vì nó dễ nổi mụn nước lắm các bạn. Các bạn ăn vệ sinh không kỹ nè, môi lưỡi ướt, bịt khẩu trang nhiều, các bạn cũng hạn chế bịt khẩu trang nhiều nữa nha. Đi ra ngoài các bạn bịt, tranh thủ về nhà mở ra cho mình, đừng có bịt luôn luôn trong nhà. Mà bịt luôn thì cái môi mình nó đổ mồ hôi đó các bạn, nó dễ bị mồ hôi rồi nước rồi, nó dễ bị viêm nhiễm lắm, nói chung là dễ bị nổi mụn nước lắm, là như vậy đó. Còn mình chia sẻ về cái mà mới chưa có lọt môi là như vậy ha. Còn cái mà lọt rồi sau khi bông thì các bạn cứ làm như vậy nhiều cho mình, uống nước nhiều cho mình và xài dầu dừa cho mình. Sau 2 tháng ít nhất các bạn xài phải 2 tháng trong phun xăm, từ cái da mình nó chưa có đàn hồi, chưa có da mình nó còn non lắm các bạn. Các bạn hãy dưỡng như vậy nhiều cho mình, dưỡng nước nhiều cho mình là ok ha. Nói chung cái video nói về chăm sóc môi tới đây mình xin kết thúc nha. Các bạn có thể ăn rau củ quả nhiều cho mình, như vậy càng tốt. Không có điều kiện thì cũng uống nước lọc nhiều cho mình. Thì chỉ có như vậy thôi, đơn giản thôi các bạn. Dầu dừa và nước lọc như đó thôi ha. Mình nói về cái video làm đẹp về môi, chăm sóc môi sau khi phun thì tới đây mình xin kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.